Hello mọi người, lại là mình Bubble Gum đây. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Không biết là mọi người đã đi học về chưa nè. Công nhận là thời gian trôi nhanh quá ha mọi người. Vậy là tụi mình lại bắt đầu thêm một tuần mới nữa rồi. Hôm nay mình rất là vui luôn khi mà nhận ra rằng là chỉ một vài ngày nữa thôi thì cân phụ của mình đã lên tròn 30.000 sub rồi mọi người. Công nhận là lẹ quá ha mọi người, và tất cả cũng là nhờ sự yêu thương của mọi người dành cho mình nè. Thì mình có một ước mong rằng là cân phụ của mình cũng sẽ nhận thêm được một nút bạc đó mọi người. Thì bây giờ mới chỉ có 30.000 sub thôi, nhưng mà cũng là một động lực rất là lớn đối với mình rồi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ phải cố gắng thật nhiều này, và mong rằng là mọi người sẽ luôn luôn bên cạnh và ủng hộ mình nha. Được rồi, và hôm nay thì mình mang tới một mini game nho nhỏ dành cho mọi người nè, thay lời cảm ơn của mình. Và đây sẽ là phần thưởng của mini game lần này. Thì về giải nhất á, tụi mình sẽ có hai bạn và mỗi bạn sẽ nhận được một bộ đồ này nha. Và tiếp theo sẽ là giải nhì, tụi mình sẽ có 5 bạn và mỗi bạn sẽ nhận được 8 thỏi vàng nha. Và cuối cùng là giải 3 dành cho hai bạn, thì mỗi bạn sẽ nhận được một ba lô island. Về thể lệ tham gia thì rất là đơn giản thôi mọi người, sẽ có hai bước nè. Thì bước đầu tiên cũng là bước bắt buộc, đó chính là đăng ký kênh YouTube của mình mọi người nhớ nha. Và tiếp theo thì mình có một câu hỏi nho nhỏ đố mọi người trả lời được nè. Đó chính là tên của tài khoản TikTok và Facebook của mình nè, mọi người hãy bình luận xuống dưới nha. Mini game sẽ bắt đầu từ hôm nay đến hết thứ năm nha mọi người, sau đó thì mình sẽ dừng để random kết quả nha. Những bạn nào may mắn được random trúng tên và có câu trả lời đúng nhất sẽ nhận được quà nha. À, và mình có một lưu ý là đối với mỗi tài khoản mọi người chỉ có được 2 lượt bình luận thôi nha mọi người, chứ nếu mọi người spam á thì mình sẽ không tính nha. Ok, và vậy là hết rồi, mình mong rằng là mọi người sẽ may mắn nhận được quà nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người.